Quý vị đang theo dõi tin tức tổng hợp của đài ABC TV được phát sóng trên băng tầng 57.19 tại miền Nam California, 16.12 tại miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 tại toàn Hoa Kỳ và Canada. Tuyết Nha và Lâm Hùng Sinh trân trọng kính chào. Như thường lệ sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Lái xe qua con đường ngập nước ở Carbonia của Ý Cựu để những phu nhân Hoa Kỳ Rosalind Carter đã mắc chứng mất trí nhớ. Người sáng lập Theranos, Elizabeth Holmes bị bắt đầu thủ án tù. Lễ tang Robbie Gerson Adelson đã thu hút hàng trăm ngàn người đưa tang bên ngoài Tel Aviv. lũ quét tấn công thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ sau trận mưa lớn. Sau đây là bản tin liên quan tới tình trạng ngập lụt tại Italy. Kính mời quý khán giả đón xem có phần trình bày của sứ ngôn viên Lâm Hùng. Kính thưa quý vị, lái xe qua con đường ngập nước ở Carbonia của Ý. Các đường phố ở thị trấn Carbonia của Ý đã bị ngập lục vào ngày thứ ba, tức là ngày 30 tháng 5. Cảnh quay trên mạng xã hội cho cho thấy sau trận mưa lớn từ một cơn bão mạnh tiếp tục đổ bộ vào các khu vực bị lũ lụt của đất nước được quay bên trong một chiếc ô tô. Đoạn phim đã cho thấy rằng các phân tiện di chuyển qua vùng nước lũ cạn ở trên đường phố của thị trấn phía nam Sardinia. Trận lũ lụt mới nhất xảy ra khi mà Ý phê duyệt gói cứu trợ khẩn cấp trị giá lên tới 2 tỷ euro, tức là khoảng chừng 2,2 tỷ Mỹ Kim, để giúp đỡ các khu vực bị lũ lụt ở vùng Emilia, ở phía bắc gần một tuần sau thảm họa, gần khoảng 23.000 người vẫn mất nhà cửa và một số thành phố vẫn bị ngập lụt, trong khi hàng ngàn mẫu đất nông nghiệp đặc biệt màu mỡ đã bị tàn phá. Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Rosalind Carter mắc chứng mất trí nhớ, thưa quý vị. Rosalind Carter, cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, vợ cựu Tổng thống Jimmy Carter mắc chứng bệnh mất trí nhớ và gia đình đã chia sẻ bà ấy tiếp tục sống ở nhà với chồng tận hưởng mùa xuân tại Plains và đến thăm những người thân yêu. Gia đình đã chia sẻ trong tuyên bố do trung tâm Carter đưa ra đề cập tới căn nhà Georgia của đôi vợ chồng. Rosalind Carter, 95 tuổi, dành nhiều thập niên vận động giảm bớt sự kỳ thị liên quan tới vấn đề sức khỏe tâm thần, đồng thời cho biết họ hy vọng việc chia sẻ tin tức về chẩn đoán của bà sẽ tăng thêm những cuộc trò chuyện quan trọng tại bàn ăn trong bếp và tại những văn phòng bác sĩ trên khắp cả nước. Gia đình Carter đã đến tòa bà đốc dưới thời chính quyền dân chủ từ năm 1977 tới 1981. Họ kết hôn từ năm 1946 và có bốn người con. Tổng thống Jimmy Carter, 98 tuổi, đã được chăm sóc cuối đời tại nhà thay vì can thiệp y tế. Ông đã sống lâu hơn sau khi rời tòa bạch ốc hơn bất cứ tổng thống nào khác trong lịch sử Hoa Kỳ. Cô vấn tin từ Hoa Kỳ, thưa quý vị, người sáng lập Theranos Elizabeth Holmes bắt đầu thủ án tù. Elizabeth Holmes đến trại tù Texas vào ngày thứ ba, tức là ngày 30 tháng 5, để bắt đầu chấp hành bản án 11 năm tù của mình. Người đàn ông 39 tuổi này trước đây đã điều hành công ty khởi nghiệp xét nghiệm máu thất bại Theranos, thưa quý vị. Một công ty đã từng định giá 9 tỷ Mỹ Kim. Holmes được hộ tống từ một chiếc xe vào trại tù nữ đã liên ở liên bang ở Bryan, Texas vào chiều ngày thứ ba. Cô ấy trở nên nổi tiếng sau khi tuyên bố rằng những chiếc máy nhỏ của công ty cô ấy là một cách là một sự cách mạng thưa quý vị. Hormis đã cho biết họ có thể tiến hành nhiều loại xét nghiệm chỉ với một vài giọt máu, nhưng mà Theranos đã sụp đổ sau một loạt bài báo trên Wall Street Journal vào năm 2015 đặt câu hỏi về công nghệ này. Hormis từng là một nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, sau đó đã bị kết tội lừa đảo tại phiên tòa xét xử ở California vào năm ngoái. Cô đã bị kết án 11 năm 3 tháng tù, các công tố viên đã cho biết trong phiên tòa xét xử cô rằng Holmes đã trình bày sai về công nghệ và tài chính của Theranos. Cô ấy đã làm chứng để bảo vệ chính mình và nói rằng cô ấy tin rằng những lời khai của mình là chính xác vào thời điểm đó. Thưa quý vị, lễ tang của Robbie Gerson Alderson thu hút hàng trăm ngàn người đưa tang bên ngoài Tel Aviv. Những con đường phố bên ngoài Tel Israel biến thành màu đen khi hàng trăm ngàn người Do Thái đổ về vùng ngoại ô Bnei Brak, vinh danh giáo sĩ Do Thái nổi tiếng người Israel qua đời ở tuổi 100. Những người đang có mặc trang phục chính thống đã đến thị trấn này để dự tăng lễ của giáo sĩ Gershon Alderson, nhà lãnh đạo tinh thần của đảng Do Thái giáo Torah Thống Nhất, một phần trong liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu cho biết người dân Israel đã mất đi một học giả và nhà lãnh đạo vĩ đại ông Adastan sinh ra tại Nga, gần biên giới với Belarus, và đã đến Palestine, di cư tới đây do anh cai trị vào năm 1934. Cảnh sát đóng cửa các đường phố xung quanh Bonnet Park, bao gồm cả một phần đường cao tốc không cho xe cộ lưu thông thường xuyên để đáp ứng những đoàn xe bus chở người đưa tang đến thành phố này. Thưa quý vị, một bản tin liên quan tới những thiên tai trên thế giới, lũ quét đã tấn công thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ sau trận mưa lớn. Mưa lớn và mưa đá đã gây lũ lụt ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba ngày 30 tháng năm, khiến nhiều ô tô mắc kẹt trong một con đường hầm. Các con đường chính đã bị nhấn chìm trong nước ở trung tâm Ankara và hàng chục ô tô đã bị lũ quét kéo theo. Tài xế mắc kẹt trong chiếc ô tô ngập nước ở hầm chui đã được lực lượng chức năng giải cứu. Trận mưa lớn như là chút nước cũng khiến cho một uh, một tấm bạc của một địa điểm đã chuẩn bị cho cuộc họp của liên đoàn các phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sập trước khi sự kiện bắt đầu. Không có thương vong được báo cáo thưa quý vị. Thưa quý khán giả, như thường lệ sau đây sẽ là phần báo trợ thương ngoại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để tường trình đến quý vị những tin tức nổi bật liên quan tới vụ xả súng trên đường cao tốc Mexico khiến 10 người có vũ trang thiệt mạng ra sao. Chúng ta tới với 6 phi hành gia Trung Quốc từ hai nhiệm vụ gặp nhau ở trạm vũ trụ Tiangong như thế nào và dấu chân mang lại hy vọng mới về nơi ở của những đứa trẻ mất tích trong rừng rậm Colombia. Xin mời quý vị đón xem.